nay đều rồi, khá đều rồi nhưng mà chú lắm, nay mà mất đều hết trơn. 12 con, nay con này cũng mạnh hết trơn ạ. Máu mất to luôn rồi nè, máu mất to luôn, đủ màu sắc luôn. Ôi trời ơi, ôi con này bị cái gì trên đầu nè. Ôi ơi, tự nhiên có cái mực. Trời nắng một tí xíu còn sạch, sạch thuốc rồi nè. Ôi cưng vậy hả? Cách nhau 2 ngày, ngày được gần gần như 3 tuần hết rồi. 20 ngàn nữa mất. Hai dưới ta, cái bụng mình. Thôi, ui, chán luôn, đang xui, bụng được chán luôn. Trên cái đầu dính cái gì nè. Đây nè, con này cũng sô-cô-la nè. Sô-cô-la đực nha. Sô-cô-la đực. Lòng sô-cô-la, lòng sô-cô-la này trắng, trắng cười. Lòng sô-cô-la này cái. Đây là lông trắng nha. Đây là lông trắng. Đẹp, con này hơi bé, hơi bị đẹp. Dành bú chắc con lại. Có con lông trắng này lông lùng mi, hơi dài xíu. Con đen có rồi, bú mắt rõ rồi. Màu lắm ạ. Cây nắng cho nó ráo về, cho nó cứng cáp. Nhìn chó ở phường một cây nắng phường nó cứng cáp, nó không có bị da. Nó có bị bệnh, nó có bị bệnh. Tranh thủ ngày nào có nắng, ra phơi nắng. Quay nắng nắng, nó hẳn luôn. Quay xong cái nắng nắng, một chút xíu cái xịt ra ra thuốc. Căn cứ là có dấu hiệu bị viêm da, cái bị cầu. Xịt ngay hết rồi. Nó còn lại vô. Nó nắng lắm cái tên. Cái này con này nhớ là nói sao. Năm con lông đen, ba con lông sô-cô-la, một con sô-cô-la, ba con đen, tổng cộng 12 con. Chơi nó vậy, khúc này chơi nó đã luôn. Trời ơi, con này bị gầu luôn rồi nè, thấy chưa? Đây. Đó, nè, vậy là gầu nè, nhìn da nè. Không xịt là tiêu luôn á, nó hả có nó ăn nè. Biết ăn là bắt đầu có bị à. Mấy con này thì chưa à. Mấy thuốc xịt liền luôn nè. Kêu gì la gì? Kêu la gì? Kêu la gì với hôm nay cũng mấy ngày nè, chỉ thả vô trong cái chuồng bự chứ không có phơi như vậy nè. Trời ơi, con này nó đã ghê luôn rồi ta ơi con này. Không có cái mục gì trên đây nè. Trời ơi, cái miếng gì đó, không phải cái mục nữa. Nè. Đã chưa à. Ngáp hả? Ngáp hả? Cái này là chưa ăn nè. Chưa ăn nè, nó chưa có nhìn thấy ú nữa. Cũng tròn rồi đó. Không thấy cái lưng là nó tròn rồi đó. Nhưng mà cái đít chưa có bè lắm. Cái đít như con này vậy nè. Đó, đít bè nè. Nè, đây nè, đít bè nè. Đây nè, con đen này cũng đít bè nè. Đây nè. Tự nhiên cái ỉ lên cái mặt người ta nè. Làm ta cửa nguyên cái mặt ướt nhem. Anh bạn nào chơi kỳ quá. Kinh không? Kinh ngép nè. Đã thiệt chứ. Trời ơi, 12 con này mà nuôi hết vậy luôn. Nuôi hồi nhỏ thì thấy cực lớn lên. Nhìn đá quá trời đá.
đó, cả nhà thấy dễ ưng không, thích màu nào nha, liên hệ mình liền số điện thoại Zalo Facebook cho mình nè. Cái này cái thấy thích đừng cúng á, thấy thích đừng cúng thì nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ nha, sẽ và bình luận để cái kênh mình nó được phát triển. Mình phải quay cho cả nhà những cái clip mới cho cả nhà xem, có thời gian mình sẽ tập cho chúng nó được, tập cho chúng cho nó có nhiều video hay cho cả nhà xem nha. Không ra là cái da nó hơi ẩm ẩm, mới tắm xịt chuồng nên nó hơi ướt, cộng cái nữa cái da nó hơi ẩm ẩm nên bắt đầu nó có chuyện này. Cái nuôi cúng mà để cái da ẩm ẩm vậy nè là nó có chuyện. Giờ vô phải vô sấy nó mới được, chứ trời nắng này thì để tới nắng cũng khô, nhưng mà nó nhiều quá nó ấy quay lại chắc cũng không khô, chứ sấy nó cho nó ráo cái lông ở sát luôn ở trong. Cưng không biết con nào cái, không biết đây nè. Ô một con này cái đẹp quá, cái nè, đây cái nè, một con cái sô cô la này chắc được rồi, được sô cô la được. Quay qua cái hướng bên đây coi nè, đã chưa, mình cỡ này thái ở ngoài là vui lắm nè, nó chạy vui lắm. Gì mà ngắn à, cây con đấy con ơi, đó nó giỡn nè, nó giỡn nè, giờ kiếm cái gì bỏ vô cho nó giỡn đi ta. Bỏ cho nó một miếng nè, cho nó giỡn nha nè. À, đồ chơi với trò chơi nè, cái đồ chơi lạ đó, bắt đầu nó giỡn với miếng đồ chơi nữa nè. Mấy con nó cắn cái miếng đồ chơi để chơi thường ghê. Mấy con này giờ bắt đầu nè, có cái để chơi. Nào nó giỡn kìa nè, giỡn khè luôn. Này nó cũng bớt bú à, vậy đây cũng vậy nè. Đèn nó giỡn, con đó nó kiếm ăn. Giờ tách ra đang cho con nó ăn, cho mấy con này nó ăn. Giỡn cưng ghê. Rồi, mai tắt nghe anh con. Còn đây là bốn bé bự nó nói chuyện, bắt đầu nó hí hí rồi nè. Đây một đội bóng 12 con, đây 16 con, hay là sao 16 con cho chơi bóng luôn nè. Đã chưa, nãy giờ tắm rửa xịt lau chùi sạch sẽ, bây giờ cho vô chơi bóng nè, chơi bóng chuyền đi đó, đó, đó. Xem à, 16 con lăn bóng chuyền vô à, à.
Xe đã luôn, vẫn đã luôn. Cái nhà thấy buổi tối à, tối thui luôn. Giờ làm việc tối vậy, xong rồi đi vô. Vô nhà thôi. Làm nguyên ngày à. Công việc hành chánh á, về tối làm việc thêm đó nha. Đây là các cái dèo ốc, dèo cá nè. Tối thui cá nó ụp 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 ụp. Rồi, trong đó là cái trại đó. Buổi tối à. Sau 7 giờ rồi. Giờ vô ăn cơm rồi.